Thưa tất cả quý vị, hôm nay thì trung tâm loa kéo Sài Gòn lại tiếp tục có một cái đơn hàng ở huyện Châu Thành, ngã 6 của Hậu Giang. Đây là ủy ban này quý vị, ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Em đang đậu xe đây để em chờ một vị khách sẽ ra đón. Đây là anh Nhân ở tỉnh Hậu Giang, ngã 6, anh ra anh đón. Em vào. Tại vì đường của ở trong đó thì nó hơi sâu cho nên là mình không có rành đường á. Ở đây thì mình giao 3-4 đơn rồi, bây giờ lại tiếp tục em đứng đây em chờ khách nữa. Xin mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng xem nha. Rồi tất cả quý vị, chờ một hồi lâu thì anh Nhân đó, anh là cái người áo xanh nè đó, anh đón Duy Khương. Gần đây không anh? Gần đây không? Mình quẹo trái hả anh? Đúng rồi, bữa nay giao gần đây nè. Vừa qua cầu là tới luôn á. Đúng rồi, vừa qua cầu là tới luôn á nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Hôm bữa đó mình sẽ giao đường này nha quý chị. Đó, cái cầu này rất là quen không? Bây giờ thì mình đi thẳng tiếp. Bây giờ mình không có quẹo phải nữa, mình thẳng. Mình vô đó là 2 lần rồi. Bây giờ mình sẽ vô đây nữa. Thì cách đây anh nói cách đây khoảng 3 cây. Rồi xin mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng với trung tâm loa kéo Sài Gòn bàn giao sản phẩm loa karaoke nhé. Tại ngã 6 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ok. Ở đây nếu mà những người dân chúng ta là người địa phương ở ngã 6 này rất là quen thuộc với cái đường này rồi, cái chợ này rồi ha. Khu này thì rất là sầm uất rồi. Khu này được gọi là khu sầm uất đô thị của ngã 6 này. Rồi. Ở đâu rồi? Đâu anh? Cái này phải xuống rồi mình để xe vô chứ đâu có này giờ dỡ lên được không? Bỏ nó có ai dỡ lên cái này được không? Cái này đâu có dỡ được phải không anh? Cái này đâu có dỡ lên được phải không? Xe tải đâu có vô được. Nhà anh sao không? Sao không? Thế nào? Ok vậy đây, đẩy vô. Xuống đẩy vô anh Thảo ơi. Xuống đẩy vô. Gần mà ha. Cái này sao nó không cho xe lớn vô hay sao mà rào ra lại ta? Vậy hả? Cho xe lớn vô xe không hư đường phải không? Đường là đường mình làm mà xe lớn vô hư đường hết. Rồi ok. Hello, chào tất cả quý anh chị thương mến. Loa kéo Sài Gòn đã có mặt tại nhà của anh Nhân. Đó anh Nhân. Anh Quân. Nhà của anh Quân ở ngã 6 Hậu Giang. Thì đến ngã 6. Em bàn giao một sản phẩm loa karaoke. Với có giá là 18 triệu nha. Đó. Ở đây xây nhà đẹp không? Ủa đây mát thì sao tôi ném nóng lắm anh? Hôm qua đây nóng không? Mấy ngày này nóng không? Nóng mà cũng đỡ trong xe. Trời đất ơi, ở dưới em nóng, trên đó nóng thâu rồi luôn á. Rồi, bây giờ em sẽ nhà của anh Quân á là không có vào được nha quý anh chị. Ở bên trong đó là người ta cấm xe tải đi vô đường đó. Cho nên bây giờ mình phải dùng chiếc xe này để mình kéo vô ha. Ha, rồi. Bây giờ xin mời cả nhà chứ. Anh này bỏ vô luôn sao chứ? Để về kéo vặt này chứ. Đó, để xuống luôn. Đúng rồi. Xuống luôn rồi không? Mình đặt nó vô luôn mình kéo ra. Đúng rồi.
Đúng rồi, ok. Rồi bây giờ thì sẽ nặng lắm nha, từ từ thôi. Rồi, rồi. Rồi. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu sẽ đẩy vào nhà của anh. Đóng cửa lên thôi. Đóng cửa lên. Rồi, thưa tất cả quý anh chị đó, bây giờ thì em sẽ dùng chiếc xe này nha. Ê. Xuống này. Rồi, anh kéo đi, anh kéo đi. Rồi. Từ. Được không? Được rồi, anh lên xe chạy đi, em đẩy cái bóng. Dạ không, được mà. Nó kéo thôi chứ đi được. Rồi, bây giờ em sẽ kéo vô nha cả nhà. Ở đường này thì cũng ngon mà. Rồi anh chạy cho trước đi, Đó. Quay cái. Rồi. Ok. Rồi đây nè. Đâu ta? Nhà nào ta? Nhà anh hả? À. Nghỉ mệt miếng đi. Dạ. Ok, để ngồi nghỉ mệt tí xíu. Mệt đó quý vị. Đẩy vô tới nhà đây mà mệt. Này mới cho xe tải vô là đi vô tới nhà luôn á chứ. Ồ, có mấy mít thái này à mà... Ngon không quý anh chị? Mít thái luôn á nha. Đâu? Đâu? Ồ, ngon ha. Cóc nè, cả nhà thấy không? Wow. Nhức nách luôn á nha. Cóc nè, dừa nè. Đâu, khỏi nói luôn á. Tuyệt vời. Cóc quá trời luôn. Rồi bốc tem. Khui tem. Rồi cho hai chồng ngắm đi. Ổng cho không coi dưới lắm rồi đó. Đó, quá dữ rồi. Cái rồi. Game này á, là tính đợt này á, tặng cho cái điện thoại chạy chơi vậy này cho xài được. Yeah. Bắt luôn, không mua cái điện thoại mới luôn rồi bắt. Rồi. Cái này sơn là bên em là sơn tĩnh điện hết á, chứ không có sơn tay đâu. Ván là mình xài là ván ép. Mở cho anh coi, mở đằng trước lên cho anh coi luôn hả? Có đồ phá được á. Có đồ phá hết. Nhậu vợ họ cái dạ. Cà cái nghe không được cái chỉnh tới luôn. Hỏi cần chỉnh đó. Ok chưa? Giống không? Bên em bán hàng thì y chang mà. Chị có biết, chị có coi nên chị có biết cái mẫu của ông Đạt. Đúng rồi. Nhưng mà đợt này anh đặt em thì ok rồi, không suy nghĩ rồi. Tại vì nó có trục trặc thì em đi giao này em ghé qua. Đó. Em xử lý không? Hình như Hậu Giang này em bán ở đây chứ mấy 4-5 cái gì rồi đây, sát ở đây nè. Rồi qua cháu với qua cái lò ba bát mà. Dạ đúng rồi. Lò ba bát. Đúng rồi. Rồi, xin mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng nghe check âm bên trung tâm loa kéo Sài Gòn nha. Mẫu loa karaoke với có giá là 18 triệu nha. Là tôi liền. Cô đơn mà chỉ cô đơn làm gì.
lên 1 2 lên 6 7 lên lên. Rồi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nghe bài hát khi tôi sẽ test một cái sản phẩm loa karaoke. Nếu tất cả quý vị có tay phone, chúng ta nhớ mang tay phone vào nhé. À, thưa tất cả quý anh chị thương mến, hôm nay thì trung tâm loa kéo Sài Gòn lại có duyên nữa, trung tâm loa kéo Sài Gòn lại về bàn giao một cái sản phẩm tại huyện Châu Thành, không ta, huyện Châu Thành ngã 6 tỉnh Hậu Giang. Đơn này là chắc cũng là Khương nhớ không làm được khoảng cả 4-5 đơn gì đó thì Duy Khương đã về đây rồi. Hôm nay thì có duyên chúng ta lại về đây gặp nhau nữa, và hôm nay thì Duy Khương bàn giao một sản phẩm với có giá là 18 triệu xài văn số JBL. Và thưa quý vị, anh camera vào đây để mình giới thiệu tiếp cho tất cả quý vị nào mà chúng ta chưa có xem nhiều về sản phẩm của loa kéo Sài Gòn ha. Rồi thưa tất cả quý anh chị, bát chúng ta là bát 40, 190 con 75, và trép chúng ta có trép 750, men chúng ta là có men 32 sò với là công suất là 800W một kênh, tăng phô xuyến đồng 100% quý anh chị nha. Và chúng ta có một vang số JBL
Vàng này cắt tần số EQ rất là đẹp quý anh chị nha. Cái mẫu này em bán rất là chạy và micro thương hiệu bên trung tâm của loa kéo Sài Gòn NDG ha. Rồi thì chúng ta có mang thương hiệu đó cũng là Duy Khương Audio, một thương hiệu rất là quen thuộc đến tất cả quý anh chị trong những thời gian vừa qua. Và chúng ta sẽ có một cái nắp đậy lại quý anh chị nha. Rồi ván chúng ta là được là ván ép nhập khẩu, của ván ép này là ván nhập khẩu của Malaysia và được xưởng gia công và tất cả quý anh chị, đó là sơn tĩnh điện nha. Cho nên là cái lớp sơn của chúng ta nó có bóng và rất là đẹp, không phải là sơn bằng tay đâu quý anh chị nha. Rồi sản phẩm với có giá là 18 triệu, hôm nay thì Duy Khương bàn giao tại tư gia của nhà anh Quân. Và Duy Khương bán một sản phẩm nào cũng vậy, Duy Khương không phải là tự mình đánh giá cho bản thân mình và trung tâm của mình, và tất cả Duy Khương muốn là tất cả khán giả, tất cả quý anh chị sở hữu sản phẩm này là chính tất cả quý anh chị chúng ta sẽ đánh giá sản phẩm. Hôm nay thì chúng ta Duy Khương có mặt tại nhà anh Quân, thì Duy Khương sẽ mời anh Quân, anh em mình gặp nhau một tí nha. Ok rồi, anh chào mọi người khán giả của em đi. Chào tất cả mọi người. Rồi hôm nay thì em rất là vui và hạnh phúc khi em đại diện cho trung tâm của loa kéo Sài Gòn. Anh đã là một niềm tin tưởng của bên anh, đã tin tưởng cho bên em và hai anh em mà đã gặp nhau tại gia đình của mình. Hôm nay thì anh chia sẻ cho tất cả quý khán giả xem là cơ duyên nào anh đã đến với trung tâm loa kéo Sài Gòn và anh xem những sản phẩm của loa kéo Sài Gòn và vì sao anh chọn của sản phẩm của trung tâm loa kéo Sài Gòn. Nói chung cũng tìm hiểu bên của Duy Khương với tất cả bên cái dòng loa bên kia nhiều. Nhưng thấy bên của Duy Khương nói chung là chất lượng, là hát là cũng rất là hay. Yeah. Nói chung là mới tìm hiểu đến Duy Khương là một cái có duyên. Yeah. Hát là rất là ok. Yeah. Và anh cảm nhận khi mà mình nghe ở trên qua trên một cái truyền hình vi tiếng TV ha, hay là điện thoại, và khi anh cảm nhận cái sản phẩm mình nghe bên ngoài thì anh thấy nó như thế nào? Thì nói chung trong điện thoại thì nó hơi khác hơn ngoài. Ngoài thì rất là ok, cái gì cũng vậy, sắc sảo này kia rồi cũng rất là đẹp. Chắc cũng ở đây vòng vòng thấy được cũng anh em chắc cũng mua nữa. Cái này là việc thật, người thật đúng không anh? Đúng rồi. Coi là em bán hàng thì tất nhiên một điều là anh order cái gì thì y chang sản phẩm đó, không sai. Và đúng giờ, đúng hẹn, đúng giờ, em hẹn anh 8 giờ là đúng 8 giờ có mặt nhà đúng không? Rồi đúng rồi, Duy Khương là mang làm việc là chắc là chất lượng. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi. Em cũng mến chúc anh nè và gia đình anh được nhiều sức khỏe, cuộc sống gặp nhiều may mắn và luôn thành đạt. Và bà con dòng họ lối xóm mình có nhà yếu, có ai muốn sở hữu cái dòng sản phẩm này thì anh nhớ giới thiệu cho em để anh em còn gặp nhau nữa nha. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe anh Quân đã chia sẻ cho tất cả quý anh chị chúng ta một sản phẩm loa karaoke mà ảnh đã là người sở hữu sản phẩm. Sản phẩm em bán rất là chạy rồi. Nếu mà tất cả quý anh chị chúng ta quan tâm mà thì chúng ta hãy gọi ngay về số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nha. 0917929879. Có nhân viên sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả quý anh chị chúng ta nha. Và Duy Khương sẽ hẹn tất cả quý anh chị chúng ta tại tư gia của nhà mình. Và Duy Khương chính là người bàn giao sản phẩm và căn chỉnh cho tất cả quý anh chị. Và Duy Khương sẽ gặp gỡ tất cả quý anh chị nha. À quý anh chị ơi, quý anh chị nhớ nè, nhấn cho trung tâm loa kéo Sài Gòn một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho trung tâm loa kéo Sài Gòn. Và tất cả những sản phẩm của loa kéo Sài Gòn sẽ đăng lên và không làm bỏ lỡ cho tất cả quý anh chị nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị và trung tâm loa kéo Sài Gòn. Hẹn tất cả quý anh chị tại tư gia của mình, nhà mình sớm nhất nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị rất nhiều. Và hẹn tất cả quý anh chị chúng ta sản phẩm sau. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.